Hứa với anh Will là trước khi anh ấy qua Pháp thì sẽ phải mời anh ấy một bữa. Mà chỉ vì lần trước anh ấy đến KFC ăn không có no mà lần này mình đưa đi lại đòi về thế này. À thế là do anh không biết cách gọi đồ ăn rồi, vào đây em chỉ cho. Cơ sở này của KFC thì có hẳn 3 tầng luôn, nhưng mà thôi mình ăn ở tầng 2 cho nó tiện. Đấy, khi mà hai người đi ăn ở KFC mà tranh cãi không biết gọi combo 89k hay là 159k thì tốt nhất là gọi luôn cả hai combo. Nếu nghĩ rằng gọi như vậy vẫn chưa đủ no thì phải gọi thêm cả những cái món ngoài nữa. Chọn đi anh, hôm nay em mời mà. Mà nghe nói hai cái combo này ra mắt để kỷ niệm sinh nhật 25 năm của KFC Việt Nam đó. Thế nên là rất nhiều món quà đi kèm, không gọi thì phí. Cái combo 159 mình ăn thì có hai thể cào lận. Giờ thì đi lấy một chút tương ớt tương cà để ăn, thì nhân tiện cũng ghé lên tầng 3 xem không gian thế nào nhỉ. Rộng lắm mà mình đi ăn tầm chiều chiều thì cũng vắng cơ. Ngoài mấy đồ trong combo ra thì mình gọi thêm cả 3 món ở ngoài nữa để xem lần này anh Bưu có no không. Trước tiên là cứ phải khui quả đã. Đầu tiên là cào thể nha. Cái quả tiền thưởng 125 triệu hoặc là 25 triệu trong ngân hàng là hơi bị hấp dẫn đấy. Mỗi tội là hai thể của mình với một thể của anh Bưu đều không trúng gì cả. Phần thưởng thấp hơn là phiếu quà tặng KFC 5 triệu hoặc là mã nạp điện thoại 200k bọn mình cũng không có được. Thôi thì được cái túi vải canvas đựng nước cũng xinh xinh. Giờ thì tập trung vào ăn nào, mình đến đây chủ yếu để ăn cơ mà. Cái bánh khoai tây chiên này ngoài giòn trong mềm, ăn khai vị mà, xong rồi giờ thì phải tập trung vào gà chứ. Cái combo 159 của mình thì có 3 miếng lợn, đủ cả lươn, đùi và cánh. Combo 89 của anh Will thì chỉ có một cái thôi. Nhưng mà anh yên tâm cứ ăn đi, lát nữa thì em sẽ cho anh một miếng đùi. Mục tiêu hôm nay là phải để cho Will non nê ở KFC. Mà gà đây thì vẫn cứ là mê nhở. Lớp vỏ chiên bên ngoài giòn thơm, miếng thịt bên trong thì mềm lại có hơi vị tê cay này. Cả hai cái combo này thì đều được chọn burger hoặc là bóp con. Thế nên là hai nhà mỗi người chọn một loại, xong cái là chia ra ăn cùng với nhau. Gọi hai combo như này xong cái gì cũng thưởng thức được nhỉ. Cái burger là đáng nghe là phải cắt ngay từ đầu mà mình quên mất thôi thì lại cắt thế này vậy. Will thì cũng đang mong đợi để ăn lắm này. Trời ơi, lần trước ông đến ông gọi mỗi gà với khoai tây thì chả không no. Ở đây bao nhiêu là món cơ mà. Ăn cái phần burger đúng là kiểu vừa có rau vừa có thịt, ăn là không lo bị ngán luôn. Phần vỏ bánh thì mềm thơm mùi tiêu. Kể ra là ăn mỗi miếng gà này với cả burger thì cũng đủ no rồi đấy. Nhưng mà đi ăn KFC nhất định phải gọi cả khoai tây chiên, không gọi là cứ thấy thiếu thiếu kiểu gì ý. Chấm cùng tương ớt ăn siêu bắt miệng. À đấy gì cơ, anh cứ ăn đi. Em gọi đồ này để hai anh em ăn chung mà. À thế thì cho em xin ít popcorn của anh nha. Cũng là gà viên ấy mọi người, nhưng mà kiểu chiên chiên nhỏ nhỏ, nhìn y như bỏng ngô luôn. Mà kể ra là cứ phải ăn mấy cái miếng nhỏ nhỏ như thế này mới ăn được nhiều chứ. Mà đây là phần thịt lườn, ăn nhiều cũng không bị ngấy luôn. Ấy đấy, đã dùng dĩa là phải đúng theo kiểu Pháp cơ. Nhưng mà cái này mình không biết thôi thì thực hành lại nào anh ơi. Mỗi lần đi ăn với Will là cứ lắm trò lắm cơ. Mấy hôm nữa là anh ấy về Pháp thăm nhà rồi, chắc là tháng 9 mới đi ăn cùng nhau được. Đây gọi luôn 4 cái bánh tác trứng. Thế bảo là bánh này anh Will chưa ăn bao giờ. Thử đi anh, ăn xong mê luôn ấy chứ. Bánh này mà em làm được thì ngày nào em cũng làm để ăn. Mỗi tội là em không làm được. Thôi thì lại thi thoảng qua KFC này ăn cũng được. Vỏ cứ gọi là siêu giòn. Phần bánh thì thơm mùi trứng nha. Will quyết định ăn cái thứ hai là mọi người cũng biết rồi đấy. Quay đi quay lại là còn hai cái bánh khoai tây chiên thôi. Thì mỗi anh em mình một cái nữa để kết thúc nè. Thực sự lần này có đố mà Will làm nói là không no nha. À đấy, còn cái phần bắp cải trộn ở trong combo ăn để giải ngấy. Nhưng mà mình sẽ chọn uống Pepsi cơ vì combo của mình có 2 ly cơ mà. Ô cái gì đấy, bắt miệng đến thế hả Will? Mình ăn thử thì thấy mùi hành là rõ nhất mà không bị quá hăng đâu. Ai giờ hương vị KFC bao năm vẫn không đổi. Hai anh em ăn đến no căng luôn mà. Thôi giờ thì anh em mình đứng dậy đi về nào.